Hey yo, hey yo đồng bào. Chào mừng đồng bào đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Rồi, chủ đề của ngày hôm nay, bạn có số thị phi hay không? Thì số thị phi là khi mà mình đang yên, đang lành, đang không làm gì cả, đang chẳng chiêu ghẹo bố con thằng nào, mà nó cũng tự dưng nói xấu mình, nó cũng đặt điều với mình. Thì có người có số thị phi, nghĩa là đang yên lành bị nói xấu, nhưng có người thật ra là số thị phi cũng do bản thân họ mà ra. Có thể trước đây họ đã từng nói xấu ai đó, xong bây giờ họ bị nghiệp quật á. Còn có người thì rất là trong sạch, không nói xấu ai mà cũng không có nói xấu, mà cũng không bị số thị phi. Thì hôm nay để khám phá xem được là bạn có bị dính những cái trường hợp oái oăm như thế hay không. Thì mời các bạn đến với trải bài của mình nhé. Hôm nay mình cho các bạn chọn album làm tụ bài. Đây, tụ 1 là album màu trắng, tụ 2 album màu tím và tụ 3 là quyển nhật ký màu vàng. Đấy, chỉ có hai quyển là album thôi. Thì mình nói qua về những cái này chút. Đây đều là đồ của nhóm nhóm nhạc mình thích. À, các bạn đều biết là mình thích nhóm nào rồi đúng không? Thì mình mới đặt mua mấy quyển này cách đây không lâu. Thì bạn nào mà không muốn xem qua phần này thì có thể skip. Các bạn có thể đọc cái phần timestamp ở dưới để chọn tụ luôn nhá. Còn mình sẽ giới thiệu qua một chút với các bạn nào muốn xem. Đấy, nhìn chung là cái này là photobook thôi các bạn. Còn bưu ảnh, postcard các kiểu mình lôi ra ngoài hết rồi. Cái này thì có khóa ấy, nhưng mà mình vừa vừa mang về cái mình phải bỏ khóa ngay. Mình sợ là mất chìa là mình chết. Nói chung là photobook. Vì chất liệu của cái quyển màu trắng này là chất liệu bóng nhá. Còn ngoài ra đây là hai ảnh bông gưu mà mình được shop tặng. Đây là đồ không phải là đồ chính thức. Đồ được tặng kèm thôi. Đồ được cái shop mà mình mua tặng kèm thôi. Đấy, tụ 1 là quyển màu trắng. Tụ 2 là quyển màu tím. Thì thật sự mình thích màu tím hơn. Ảnh còn màu tím đẹp hơn, kiểu nó sáng sủa hơn á. Đẹp nhỉ. Mỗi tội là chất giấy của quyển màu tím là chất giấy. Đây là gọi là giấy gì? Giấy lì à? Không phải giấy bóng. Đấy, hai quyển, hai chất giấy khác nhau nhá. Hai chất liệu khác nhau. Trong này thì có một số chỗ để các bạn ghi lịch rồi ghi nhật ký, nhưng mà chẳng ai dám ghi cả. Sợ hỏng cả sổ. Chữ mình lại xấu đấy chứ, trong khi mặt các bạn lại đẹp này. Ok. Đấy, thế thôi. Dưới này là phần thư này, rồi lời bài hát này, kiểu dạy. Đấy, tụ số 2 là quyển màu tím. Và quyển số 3 là đồ mà các bạn được tặng kèm. Đây là quyển nhật ký được tặng kèm khi mà các bạn mua Season Greeting năm nay 2020 nhá. Thì nó là nhật ký tháng, đầu tiên là tháng này. Xong rồi ghi kiểu nhật ký từng ngày, nhật ký theo tuần, nhưng chắc mình cũng chẳng dám ghi đâu. Sau đó ở nửa cuối của quyển này sẽ là photobook. Ok. Đấy. Nó còn một cái poster nữa nhưng mà mình dán lên tường mất rồi. Lại để là như vậy nhá. Đây là tụ số 3. Thì có 3 tụ. Mình gọi là quyển trắng, quyển vàng, quyển tím và quyển vàng đi. Các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn bị thu hút nhất ngay bởi lần nhìn đầu tiên và có thể chọn nhiều hơn một tụ cho câu hỏi bạn có số thị phi hay không. Được chưa? Sau khi chọn xong mình xin phép được vào tụ 1 quyển màu trắng luôn nhá. Xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn quyển màu trắng nhá. Mình để tụ của các bạn ở đây, đồ vật các bạn ở đây. Trong trải bài lần này mình sử dụng bài Tarot Halloween. Được chưa? Tarot Halloween. Và mình sẽ rút cho các bạn 7 lá. Là liệu bạn có số thị phi hay không? Và lời khuyên dành cho bạn để đối phó với những cái loại thị phi này. Đấy, thị phi bạn gặp là thị phi trong tình cảm hay là thị phi công sở, và phải làm thế nào. Rồi, rút 7 lá nhá. Ta-da. Nữ hoàng ly, ba xu,
Ái chà. Hiệp sĩ xu. Mười kiếm. Còn vua ly. Nữ hoàng, ở đây nữ hoàng xu không phải nữ hoàng ly. Vua ly này. Bảy, này là bảy kiếm. Là cuối cùng nhá. Gì đây? Temperance. Mình cảm thấy là các bạn hay vướng phải thị phi. Có vướng thị phi nhưng không phải là nói xấu mà là không hẳn là đặt điều. Mình thấy một phần cũng là do bạn nữa. Thấy chưa? Thị phi liên quan đến chỗ học hoặc chỗ làm, nhưng mà lại là chuyện tình cảm. Đấy. Có thể là bạn dính dáng đến việc yêu đương với người đã có gia đình ở chỗ làm của bạn, hoặc là bạn dính dáng, nói chung là dính dáng đến chuyện tình cảm ở công việc và chỗ học, nhưng mà tình cảm không tốt, có thể là người thứ ba, hoặc là thế này nhá, hoặc là bạn yêu một cái người mà người yêu cũ của họ cũng học lớp đó hoặc trường đó, hoặc là bạn yêu phải một cái đối tượng rất là playboy hoặc là fuckboy hoặc fuckgirl, yêu bạn nhưng đi thả thính tùm lum. Nói chung có nhiều người ấy, có rất là nhiều người chỉ là hai người yêu nhau nhưng mà vì lý do gì đấy mà giáo viên biết xong rồi kiểu dùm beng cả lên, hoặc là sếp biết xong sếp cấm dùm beng cả lên. Nói chung bạn phải hiểu nhá, cái chuyện tình cảm của bạn ở chốn công sở hoặc học tập, nơi nơi trường học, nó lúc quái nào cũng có vấn đề. Một phần là do bạn toàn chọn những người ở cái môi trường như thế. Thế thì bây giờ biết phải làm sao đúng không? Thật ra cái người yêu của mình gặp được dễ nhất là qua cái môi trường mà mình đi đến hàng ngày, đó là trường học hay công sở. Thật ra thì tình yêu tuổi học trò không có gì đáng nói, nhưng mà mình vẫn nói thật là từ quan điểm cá nhân thôi, mình thấy rất dị ứng với tình yêu nơi công sở. Thậm chí mình còn biết một số đôi lấy nhau làm cùng một phòng trong một công ty, chứ phải làm cùng một công ty khác phòng nhưng mà cùng phòng cùng công ty, và lấy nhau. Thế xong rồi sáng đi làm thì gặp nhau, tối về ăn trưa ăn cơm với nhau, tối về tiếp với nhau. Giỏi thật đấy. Mình thấy là giỏi. Bản thân mình cảm thấy rất là giỏi. Vấn đề ở đây là các bạn này, cái chuyện tình cảm của các bạn trong môi trường công việc hay trường học đấy, nó tai tiếng, nó lúc nào cũng có điều tiếng. Yêu 10 lần thì phải 9 lần nó liên quan đến điều tiếng. Đấy, lúc có thể lúc còn nhỏ thì mình yêu đương trong trường, nhưng mà mẹ của bạn đó là người rất là khó khăn, khó tính, thế là đến kiểu chửi mình ngay trước mặt cả lớp, chửi mình trước mặt cô giáo chẳng hạn. Hoặc là bản thân cô giáo, giáo viên của mình là người rất khó tính, lại bêu diếu hai đứa lên trước lớp, bảo đây là điển hình cho việc không nên yêu đương, rồi học hành sa sút bla bla. Hoặc là mình bị người yêu cũ của nó học lớp khác qua đánh ghen hoặc qua soi, hoặc học trường khác cũng qua đánh ghen qua soi. Còn vấn đề gì nữa nhỉ? Hoặc là yêu đương nắm tay trong trường nên bị thầy cô giám thị nhận thấy, là nhìn thấy, thế là lại thứ hai đầu tuần sau đứng lên trước toàn trường chẳng hạn. Nói chung là lắm chuyện lắm. Đấy, nhẹ nhàng thì là ở dừng ở cấp độ trường học, còn nặng nề thì đi làm, dính dáng với anh nào đấy đã có vợ rồi chẳng hạn, hoặc dính dáng đến sếp cũng không hay. Hoặc là chuyện tình cảm bị mọi người biết rất xong rồi mọi người cứ bàn tán á, xong mình hôm nay mình cãi nhau mọi người cũng nhìn ra, hôm nay mình làm lành mọi người cũng nhìn ra, đại để là mọi người rất chú ý đến chuyện tình cảm của mình, mặc dù mình chỉ muốn yêu trong hòa bình, trong yên lặng, nhưng mà không hiểu sao cứ bị thu hút cái dòm ngó từ thiên hạ. Hé, cứ như là mình là người nổi tiếng ấy, cứ như là cặp đôi người nổi tiếng yêu nhau thì mọi người bàn ra tán vào, thế ra mình chỉ là người bình thường thôi mà. Đấy, thì cái thị phi mà các bạn tụi một hay gặp, nó là thị phi liên quan đến tình cảm, nhưng đặt địa điểm thì ở trường học hoặc là công việc nhá.
Thì lời khuyên dành cho các bạn này là sao? Bạn phải hiểu là khi mà người ta tò mò về chuyện của các bạn thì người ta rất dễ có khả năng thêu dệt lên những cái thứ gì đó khiến cho hai bạn bị xa cách. Đấy. Còn nếu bạn hỏi vì sao người ta lại làm thế thì trên đời này có rất nhiều người rảnh như vậy đấy. Mình không thể giải thích được. Có rất nhiều người cư xử một cách rất thiếu logic và hoàn toàn theo cảm xúc của họ. Có khi đến họ còn không hiểu tại sao họ cư xử như thế. Thế nên tốt nhất là mình đừng có hỏi vì sao mọi người lại cư xử như thế nhá. Mình cứ biết là mọi người cư xử thế đi. Và cách giải quyết của mình là tin tưởng vào nhau. Nếu bạn thật sự muốn yêu người này, đây không phải mối quan hệ ba người hay lằng nhằng gì. Bạn thật sự muốn lâu dài với họ và bạn không muốn chuyện tình cảm bị thị phi mà chia tay thì hai bạn phải biết tin tưởng vào nhau. Không được để tin đồn làm nhũng nhiễu tình cảm của hai người. Ok. Mình biết là yêu đương mà cứ bị điều tiếng thì nó mệt mỏi thật. Nhưng nếu bạn tự đánh giá, tự phân tích thấy đây không phải lỗi của mình thì và không phải lỗi của người ta, chỉ là lỗi của những người bên ngoài thì mình kệ. Kệ ngay không sợ chết đứng nhá. Thế thôi, đây là số thị phi của các bạn tụ một hay gặp phải. Và lời khuyên là đó, kệ ngay không sợ chết đứng, kệ. Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi, đúng không? Rồi, chúng mình sẽ dừng trải bài các bạn tụ một tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối cuối tuần nào. Hôm nay thứ sáu đúng không? Một buổi tối cuối tuần vui vẻ nhá. Bye bye. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người chọn quyển màu tím. Mình sẽ để quyển các bạn ở đây. Trong trải bài lần này mình sử dụng tarot Halloween nhá. Đây, đây là vỏ của bộ Halloween. Và mình sẽ rút cho các bạn 7 lá cho câu hỏi bạn có số thị phi hay không. Thì trải bài này sẽ cho bạn biết là bạn có hay không, thị phi trong hoàn cảnh như thế nào và lời khuyên dành cho bạn. Úi giời, mình sẽ rút 7 lá nha. Ta-da. Musician. Để xem nào. The world, thế giới này. Judgment này. Vua Su này. Ba lá nữa. Một kiếm này. Chín gậy này. À, chín kiếm này. Mấy giờ? 7, 13, 6, 7, đủ rồi. 9 ly, làm số 9 đấy. Điều tiếng thị phi có. Mà lý do thì chẳng nhẽ lại nói là do bạn. Thật ra cũng không hẳn là từ trên trời rơi xuống đâu các bạn ạ. Các bạn tụ hai ạ. Bạn bị điều tiếng, bạn bị thị phi cũng có lý do của nó. Nếu mà nói thế này, trong con mắt bạn nhá, thì là do người khác gá tô. Bạn giỏi hơn họ, bạn nổi bật hơn họ. Và đúng là bạn nổi bật thật. Có thể bạn là người nổi bật nhất lớp, xinh nhất. Có thể bạn là người nổi bật nhất lớp, nhất khối vì học giỏi nhất. Nổi bật nhất chỗ làm vì, đấy, cũng vì lý do xinh nhất, giỏi nhất. Hoặc đơn giản là vì mình, bố mẹ mình giàu nhất. Người ta ga tô với mình. Đấy, đây là trong con mắt của bạn. Còn trong con mắt của người ta, những cái người mà ghét bạn, nói xấu bạn, cái này thì không phải đặt điều mà cái này là nói xấu. Tụ một là còn đặt điều chứ tụ hai là nói xấu thôi. Họ thấy bạn kiêu căng, họ thấy bạn khoe khoang, luôn tìm kiếm sự chú ý. Có thể là sao nhỉ? Có thể là cũng có thể thấy thật. Kiểu như bạn biết là mình xinh
Nhưng mà một số người thì rất là giản dị, chẳng hạn như là đến trường bạn bạn càng nhấn mạnh cái sự xinh đẹp của mình, kiểu bạn ăn diện này, bạn không mặc mặc đồng phục nó hơi kiểu cách một chút này đấy, cho bạn đeo phụ kiện các kiểu, bạn đánh son đánh phấn càng làm mình xinh hơn nhưng mà càng làm cho mình nổi bật. Thì nói chung bạn phải hiểu đây là cái tính cách bình thường của con người rồi. Ai nổi bật đều là người đáng ghét dù nổi bật tốt hay nổi bật xấu. Đấy, đời là nó thế đấy. Thật ra có thể là bạn hơi quá đà chẳng hạn, đi học mà bạn son phấn che chét che chét như kiểu là đi thảm đỏ chứ không phải đi học, và đi làm lẽ ra phải mặc đồng phục nhưng mà bạn lại nhiều chỗ mới làm mặc đồng phục mà bạn lại kiểu cách này, hoặc là bạn mặc áo sơ mi bạn cố tình để lộ ra 2 đến 3 cúc đầu tiên này, bạn biết ngực mình bự bạn cố tình làm thế, thế ai hỏi là ơ tại sao lại mở cúc, bạn bảo ui giời ngực bự quá không 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 cài được có thể bạn nói đúng thật nhưng mà người ta sẽ không thích đâu, người ta sẽ kiểu bảo là ơ thế thì may cái áo rộng hoặc là mặc áo gì nó không có cúc ở đấy. Có nghĩa một phần do mình đổ thêm dầu vào lửa nữa. Gato này, ghen ăn tức ở này đấy. Rồi nhiều tiền chẳng hạn, giả sử bạn giàu, một số người thì giàu họ không thể hiện ra đâu. Nhưng bạn giàu bạn thể hiện ra, rồi bạn mua những cái đồ đắt tiền nhất, không những thế còn khoe. Khoe hết trên mạng thật ra. Khi mà đến cái tuổi này rồi, đến tuổi của mình ấy, mình nhìn vào thì mình thấy là cái việc mà bạn khoe ấy, thật ra cũng không phải cái gì xấu xa quá. Nhưng mà có thể, nhất là các bạn còn đi học, thì cái tuổi đấy các bạn đang rất là tự ti. Cái tuổi đấy tâm tình cảm, cảm xúc nó chưa được hoàn thiện. Thế nên là khi nhìn thấy người khác hơn mình thật sự tự ti lắm, đúng không? Nhưng mà khi các bạn lớn rồi, các bạn thấy một người khoe khoang, mà miễn là bản chất của họ tốt, họ nhờ vả thì họ nhiệt tình giúp đỡ, thế là được. Không quan trọng cái tính này lắm, mà cũng tùy từng người thôi bạn không phải ai cũng nghĩ được như này đâu, tùy từng người. Thật ra thì mình cũng không thể khuyên bạn là tém tém lại thôi được, có bảo thì bạn cũng chẳng chẳng chịu đâu mà. Như kiểu đây là tính cách của bạn rồi, đây là năng lượng của sư tử ấy, cung sư tử đấy. Thật ra ấy, mọi người thì nghĩ rằng là bạn khoe khoang, nhưng thật ra bạn phải hiểu cái năng lượng của cung sư tử giống như con sư tử á. Nó đi vào một căn phòng, nó có gào hay nó có cào ai đâu, nó có ăn thịt ai đâu, nhưng tất cả mọi người đều phải nể sợ nó. Động vật khác thì chạy, con người cũng chạy luôn. Đấy, bởi vì nó là sư tử. Thì mình không nói các bạn là cung sư tử, là mang năng lượng sư tử rồi nhá. Thì đây, năng lượng của sư tử bước vào phòng, mọi người phải ngước nhìn. Nên mình nghĩ dù bạn có không dùng điện thoại đắt tiền nhất, không bôi son choe choét khắp mặt, không có mặc áo mà bỏ phanh 2 đến 3 cúc, thì người ta cũng sẽ soi bạn ở cái khác mà thôi. Hợp lý không? Họ cũng sẽ tìm ra được một cái khác để soi mói thôi mà. Nếu như giả sử bạn không phải sư tử, bạn không xinh, dáng bạn không đẹp, bạn cũng phanh 2 đến 3 cúc, chẳng ai quan tâm đâu. Người ta quan tâm vì bạn là bạn. Thế nên lời khuyên giống các bạn tụi một. Kệ. Kệ mẹ đi. Đấy, chó cứ sủa đoàn người cứ đi, kệ. Rồi. Miễn là điểm số bố mày vẫn cao, KPI của bố mày vẫn cao, thế là được. Lương tháng không bị làm sao, thế là được. Kệ người ta đi các bạn ạ. Đấy, còn nếu mà các bạn là kiểu không thể sống thiếu điều tiếng tiếng tốt từ người khác, thì các bạn đã không như thế này. Có một số người là vậy, không thể sống mà không dòng tai lên nghe người khác nghĩ hoặc nói gì về mình. Nhưng bạn thì không, bạn cứ thế thôi, YOLO thôi, miễn là mình là người tốt là được, miễn mình không có đâm sau lưng ai là được, đúng không? Thế nhá, chắc mình sẽ dừng trả bài các bạn tụ hai tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối thứ sáu mát trời nhá. Bye bye. Xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những người chọn quyển màu vàng gáy đen nhá, để quyển của các bạn ở đây rồi. Trong trải bài lần này mình sử dụng bài Tarot Halloween, và mình sẽ rút cho các bạn 7 lá cho câu hỏi bạn có số thị phi hay không, bạn hay gặp kiểu thị phi như thế nào, là lỗi của bạn hay là thị phi từ trên trời rơi xuống, và
lời khuyên. Lời khuyên dành cho bạn. Rồi rút bạn 7 lá. 6 gậy. Hiệp sĩ ly. 8 xu. Gì đây? 5 ly. Cậu bé su. 2 lá nữa nhá. 2 gậy và 7 xu. Ai gừ. Nói xấu. Điều tiếng. Thật ra không hẳn. Không hẳn đâu. Bạn có số thị phi hay không thì mình có thể khẳng định được là tụ ba không có. Tụ ba không có. Ok. Có nhưng cũng không nhiều, nhưng nhìn chung là không có. Thế là ai trong đời chẳng bị nói xấu đúng không? Bảo là không có số thị phi thì cũng không chuẩn. Gọi là thị phi ít hay nhiều thôi. Tụ ba thì chắc chắn là ít. Có mấy lý do như sau. Một, bạn sống rất đoan chính. Đoan chính. Đoan trang chính, chính trực à? Bạn có gì đấy ở bạn hơi... Bạn hơi theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng không đến mức là ích kỷ. Nhất là bạn biết ở những cái môi trường công cộng, cộng đồng, không phải công cộng mà cộng đồng, khi tiếp xúc với cộng đồng, với những người khác ở môi trường trường học hay là công việc, bạn rất biết cách cân bằng. Thật ra chính ra các bạn tụ ba là người hướng nội đấy, nhưng các bạn không phải là kiểu lủi thủi đâu. Một số người, các bạn đừng hiểu lầm giữa hướng nội và ngại ngùng nhá, và giao tiếp kém nhá. Không phải cứ hướng nội là giao tiếp kém đâu, và không phải cứ hướng ngoại là giao tiếp tốt đâu. Hai cái này khác hẳn nhau. Một số người hướng nội rất biết cách giao tiếp với người khác, nhưng vấn đề ở đây là người hướng nội không thích giao tiếp thì thôi. Nếu họ được chọn thì họ muốn ở một mình hơn. Và các bạn tụ ba là thế. Các bạn nhìn chung là muốn ở một mình và muốn hoàn thành công việc một mình. Bạn cũng không có nhu cầu kết bạn. Và bởi vì không có nhu cầu ở trong một nhóm bạn quá đông, bạn thích chơi, nếu mà có bạn bè cũng thích chơi với kiểu một với một hơn là chơi một nhóm đông người. Bởi bạn biết là đông người thì sẽ là phiền phức và làm drama. Mà đúng thế thật. Đúng thế thật. Và bạn không thích drama. Bạn luôn ngửi có cái gì đấy, trực giác của các bạn tụ ba rất mạnh. Bạn ngửi được mùi drama từ cách đấy 500 mét. Thế nên khi bạn chơi với ai đấy, bạn thấy người này có mùi drama là bạn tránh luôn. Dĩ nhiên các bạn tránh một cách rất khéo, chứ không phải là tránh theo kiểu thôi tao không thích mày nữa, biến. Bạn không phải kiểu thế. Bạn sẽ tìm lý do, tìm cớ để từ chối đi chơi với cái nhóm người đó, hoặc đi chơi với cái bạn đó. Thế thôi. Nói chung là mình biết giữ khoảng cách với người khác. Thế nên mọi người không ghét được bạn, nhưng mà khi mọi người nghĩ về bạn thì họ thật lòng không ai hiểu bạn cả. Đấy. Không đến mức là chả bà này, không đến mức là con sói cô độc. Bạn vẫn có bạn bè, những người hiểu bạn, nhưng bạn thà ít số bạn thật sự đếm trên đầu ngón tay còn hơn là ai cũng chơi nhưng mà chẳng ai thân. Và nhờ cái tính cách của mình mà mọi người không nói xấu được bạn, bởi vì mọi người không biết nhiều về bạn. Bạn khá là kín tiếng trong đời tư. Yêu ai không nói, mà có yêu thì cũng yêu, không yêu cùng lớp, không yêu cùng công sở, không yêu cùng chỗ làm. Yêu đấy, có thể yêu anh trường khác nhưng không nói, cũng không thể hiện ra. Chỉ bạn bè thân thiết nhất mới biết thôi. Ai hỏi thì trả lời chứ không giấu, nhưng mà cũng không thích thể hiện. Không phải kiểu quá trầm tính để bị bắt nạt, nhưng cũng không phải cái kiểu thích quá nổi bật để mọi người ghét. Và bản thân thì biết đánh hơi cái mùi drama mà tự tránh. Có thể thấy là nếu các bạn này lớn tuổi, có tuổi rồi, đi làm rồi thì không nói làm gì. Nhưng nếu mà đang còn nhỏ, còn đang đi học mà có tính cách kiểu này thì cũng già trước tuổi đấy.
Mình cũng hiếm thấy bạn nào học sinh mà có tính cách như này. Vì đa phần học sinh kiểu một là rất ngại ngùng, kém giao tiếp, hai là giao tiếp quá lố. Lúc đấy bạn có chung là con lúc lúc đấy bản thân mình vẫn đang trong cái giai đoạn tìm hiểu bản thân nên là nó vẫn đang hơi bị cực này, hoặc là trắng hoặc là đen chứ nó chưa tìm được cái điểm cân bằng, nhưng mình thấy các bạn tụ ba tìm được điểm cân bằng rồi. Như kiểu sinh ra đã có khả năng biết phải làm thế nào trong một môi trường đông người, mặc dù bản thân thì vốn không thích nơi đông người, nhưng biết phải làm thế nào, biết phải đối đầu, không phải đối đầu, cư xử như thế nào với người khác. Thế thôi, lời khuyên chẳng có. Khuyên gì nữa? Các bạn vốn đã biết cái gì tốt nhất cho bản thân rồi thì khuyên gì nữa? Này là năng lượng của để mình xem nào. Này là năng lượng của thiên bình. Thiên bình cân bằng, và các bạn nào mà có nhiều năng lượng thiên bình trong người ấy, các bạn ấy bẩm sinh đã biết cách cư xử giao tiếp với tất cả mọi người ở tất cả kiểu người khác nhau, già trẻ lớn bé, giàu nghèo, các bạn giao tiếp được hết, không vấn đề gì hết, không không gặp khó khăn gì cả trong giao tiếp. Kiểu bạn biết cách nương theo người ta nói chuyện kiểu 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 hùng hổ, bạn cũng hùng hổ theo được, có nghĩa nhạc nào cũng dẩy. Nhưng biết đâu đấy, thỉnh thoảng vẫn có người người xấu tính bạn ạ. Với cái tính cách này họ lại bảo là à, cái đứa này nó giả tạo, với ai nó cũng nói chuyện được, nó lại thành cái đứa giả tạo. Thì mình bảo mà, làm gì có chuyện cả đời bạn không bị nói xấu sau lưng bao giờ. Cái đấy chấp nhận thôi. Ok. Thế nhá, chắc mình sẽ dừng trải bài các bạn tụ ba tại đây. Hey, không có lời khuyên gì cho các bạn vì chẳng biết khuyên cái gì nữa. Nhá, chúc các bạn tụ ba có một buổi tối thứ sáu cân bằng. Bye bye.